Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ gặp một nghệ sĩ tuy rất nổi tiếng nhưng mà thường là đứng sau các chương trình, đứng sau các ngôi sao, vừa là nhà make up, vừa là nhà tạo mẫu, đúng không? Vừa là một con người rất là đẹp trai, nghệ sĩ Hồ Khanh. Dạ, chào anh. Xin chào các bạn của chương trình Chuyện Cuối Tuần. Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về một vấn đề rất là thân mật, rất là thẳng thắn nhưng mà đồng thời nó cũng rất là nghệ thuật. Đầu tiên, xin hỏi thật, Hồ Khanh là một trong những người không có giấu giếm mình là thuộc giới tính thứ ba đúng không? Dạ đúng rồi. Cái chuyện mà kỳ thị giới tính thứ ba là một chuyện đã cũ rồi, và bây giờ là xã hội và mọi người, những người đặc biệt là những người có trí thức thì đều gọi là đều tôn trọng cái đấy và không còn một chút gì băn khoăn hoặc là thành kiến gì nữa. Nên ở đây chúng ta sẽ khỏi bàn, ta sẽ hỏi một cái vấn đề mà nó là một cái hiện tượng rất là thật, mà là hiện tượng này lại là một hiện tượng hay nhưng mà có nhiều người vẫn thắc mắc người tại sao. Đó là những người ở giới tính thứ ba họ có một cái khả năng gì mà tại sao cái gọi là các chuyên gia make up, các nhà tạo mẫu, các nhà design là đều là phải là người giới tính thứ ba thì họ mới nổi trội, họ mới xuất sắc được. Mà Hoàng là người đạo diễn đi làm phim ở Việt Nam ấy, thì từ ngày Hoàng đi làm phim đến giờ, và nếu mà là người hóa trang ấy, nếu nữ thì không nói, nhưng nếu là nam thì bao giờ cũng là người giới tính thứ ba. Mà vì tại sao là chỉ có những người đó mới làm đẹp được? Cảm ơn anh Hoàng đã nói về cái sự cởi mở cho cái thế giới thứ ba, cho các bạn và không còn định kiến của những người mà văn minh hiện đại bây giờ thì không còn nhìn nhận về cái thế giới thứ ba là một con người nó bệnh hoạn và đón nhận chúng tôi về cái cuộc sống này. Thì bắt đầu có điều đó là đáng hoan nghênh. Riêng về cái câu hỏi của anh Hoàng thì để trò chuyện với các bạn thì Khanh thấy nè, trong cái cảm nhận của mình đó thì cái người của thế giới thứ ba, sao cái suy nghĩ của mình thôi nha, không biết là có đúng với sự nghiên cứu của về nguyên lý không, thì Khanh thấy là ở trong con người của mình đó thì nó thường thường là của người thế giới thứ ba nó có hai cái dòng máu, một là cái nhìn nhận về có khía cạnh của người nữ, một hai nữa là cái khía cạnh của người nam. Thì các bạn thấy những người mà nam tính đi, người ta sẽ chọn cho mình một cái nghề đơn giản nhất, mình vẫn thường thấy như một anh chàng sửa xe hay là một anh chàng thợ hồ hay là một kỹ sư xây dựng. Cái người của thế giới thứ ba thì trước tiên là người ta yêu thích cái đẹp, thì cái đẹp thì ai cũng là yêu thích, nhưng mà yêu thích cái đẹp ở đây là người ta yêu thích chính bản thân con người ta trước tiên. Kia ra thì mình làm đẹp thì các bạn yêu thích về son phấn, chải chuốt rồi cho chính bản thân mình, thì cái điều đó nó làm cho người con người ta bị một cái hướng rẽ khác. Thì một cái hướng rẽ ở đây là không phải là một cái hướng rẽ bệnh hoạn, mà cái hướng rẽ ở đây là làm đẹp cho đời. Như anh Hoàng nói từ lúc đầu thì có khoảng 1-2 năm nay thì cái của người ta nhìn nhận nó thoáng hơn, chứ còn đối với riêng mà cái thời của Hồ Khanh mà xưa đó, người ta định kiến thì mình cảm thấy thì mình chấp nhận với cái điều đó, nhưng mà mình có đón nhận nó không? Trước tiên là mình sẽ đón nhận nó như thế nào, và sau đó mình sẽ nghĩ tới gia đình. Gia đình mình có đón nhận cái điều đó hay không? Nhưng mà thì không ai hiểu hơn hết là chính là người mẹ mình sẽ cho mình một cái niềm tin về cái cuộc sống đó, thì mình chắc chắn là mình sẽ kêu bằng người mà để tiếp bước cho mình, để mình chọn cái nghề thì chính là gia đình, và cái đó là cái nghị lực của bản thân mình. Nhưng mà hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ không nói về cái quan điểm hay là cái đánh giá của xã hội về những người giới tính thứ ba nữa, mà ở đây chúng ta bỏ nó sang một bên. Ở đây chúng ta sẽ nói tập trung vào cái vấn đề là tại sao cái gen sáng tạo trong những người đó nó nổi trội, đúng không? Thì theo như Hồ Khanh nói thì tại vì một phần thứ nhất là nó do là họ có cả nữ, họ có cả nam, cho nên là cái họ nhìn cái đẹp nó toàn diện hơn, và trong một số trường hợp nó mềm mại hơn. Nói thế có đúng không? Ví dụ như là một cái người make up ấy, bởi Hoàng đã làm phim thì Hoàng biết này, make up thì nó đòi hỏi những sau đây. Thứ nhất là cái tính thẩm mỹ, tức là nhìn vào một cái khuôn mặt thì biết là làm như thế nào. Thì cái tính thẩm mỹ và cái tính phân tích ấy, thì thường là người đàn ông nó có. Người đàn ông nó có bởi cái tính phân tích của đàn ông nó mạnh hơn của phụ nữ. Nhưng mà sau đó thì lại đến cái tay, bởi vì cái người make up thì sau khi nhận thức rồi thì là cái tay mình phải cử động, đúng không? Mình phải đưa đẩy như thế nào, từng cái cọ, từ cái thế nào. Thì cái tay ấy thì lại là cái người phụ nữ thì họ lại giỏi hơn. Và cái thứ ba là cái sự kiên nhẫn. Make up là một cái công trình một cái công việc mà phải nói là không thể làm vội được. Mà Hoàng phải biết là trong làm phim là sợ nhất, diễn viên họ ghét nhất là những cái ông đạo diễn quay nhá, họ ghét lắm, và cái người make up cũng ghét lắm, bởi vì họ làm chưa xong. Mà còn chứ còn cái chuyện kệ cái lịch của ông hay là cái gì của ông là chuyện của ông, nhưng mà tôi phải làm xong cái mặt này tôi mới quay được. Thì cái người make up đôi khi nó rất là tỉ mỉ, từng ly từng tí, gọi là ngay cả một cái Hollywood ấy, là một cái nơi mà điện ảnh họ hiện đại nhất ấy, thì cũng có những cái vai mà ngồi make up 3-4 tiếng đồng hồ. Thành ra là ở Việt Nam ấy, là cái người đôi khi rất là kiên nhẫn,
cái người ở giới tính thứ ba do có một cái chút gọi là cái sự kiên nhẫn, một cái sự nữ tính trong họ thì họ sẽ làm tốt hơn. Hồ Khanh nghĩ thế có đúng không? Khanh nghĩ đó cũng là đúng. Trong cái nhìn nhận về cái khái niệm về cái nghệ thuật về làm đẹp, nó sẽ bao quát hơn. Giống như là như anh nói là khi mà, thời gian mà ví dụ mình làm phim thì hay là mình làm gì thì cái cần cái người nam, thứ nhất là cái sức bền bỉ của người ta sẽ có, thứ hai nữa đó là cái sự chăm chút mà người ta nhìn nhận về cái khía cạnh của một người phụ nữ, nó sẽ một cái góc cạnh như một người nam. Khi mình nhìn, mình sẽ khai thác ở cái điểm đó của người phụ nữ nó như thế nào cho người ta được thăng hoa. Trước tiên là mình thăng hoa, nhưng mà cái người đó sẽ cảm nhận, người ta sẽ thấy người ta sẽ đẹp. Đa số thì các bạn mà nữ thì hay chọn những người mà là gay như hay là thế giới thứ ba để làm make up cho mình. Khanh thấy là đa số các bạn mà ở trên nổi tiếng của thế giới ca sĩ hay diễn viên rồi thì đa số là Khanh thấy là toàn là make up, là toàn là những người đó phục vụ cho các cô không à, làm trang điểm là tất cả mọi cái. Và cái nhìn nhận này Khanh cũng thật sự chính bản thân Khanh cũng không lý giải được cái điều đó. Cái sự sáng tạo của mình hay là mọi cái khi mình cảm nhận riêng, ví dụ một cái tác phẩm của trên cái gương mặt đó một người nữ làm nó sẽ khác, mà một người thế giới thứ ba làm thì anh sẽ thấy nó khác hẳn. Mà cái cảm nhận của chung thì cái kia thì người ta chấp nhận của cái người thế giới thứ ba hơn. Mà Hoàng nghĩ ở đây nó là khoa học thôi. Nó là khoa học, có nghĩa là cái người ở tính thứ ba mà họ make up thì họ như Hoàng đã nói, nó có sự phân tích của con trai và đồng thời nó là cái sự khéo tay của con gái. Và đồng thời nó có cái sự bởi thế này này, cái nghề make up ấy thật ra là cái nghề nó có giao lưu. Mình đâu có phải là ngồi mình làm một cái tượng đâu, mà mình làm với một cái đấy thì có trò chuyện. Và con thì cái người make up, mà không hiểu sao cái người mà thế giới tính thứ ba mà khi nói chuyện với một cô diễn viên thì không hiểu tại sao nó lại dễ đồng cảm hơn rất là nhiều một cái người nam. Chẳng hạn như là Hoàng có hỏi một số nữ diễn viên, mình cái nghề của mình thì mình quen nhiều mà, thì họ nói là chơi với mấy ông gay nó dễ chịu vô cùng, họ ân cần, họ chu đáo, đôi khi họ nghĩa là sao, họ đối xử như là mẹ mình ấy, nghĩa là cái người diễn viên họ cảm thấy là cái sự gần gũi mà không có người con trai nào có thể so sánh được. Đấy có đúng không? Dạ đúng. Tại cái đó là cái trước tiên là trời sinh ra cho mình một cái tính tỉ mỉ, cái tính tỉ mỉ. Với cái thứ hai nữa đó là con trai người ta sẽ nhìn nhận ở phụ nữ một cái góc cạnh để người ta khai phá cái điểm sáng ở trên cái gương mặt của người đó. Với cái điều thứ ba mà các bạn lại hay nghĩ là tại chơi với tụi thế giới thứ ba như các bạn như thế giới thứ ba thì lại nó dễ dãi hơn, nó đã dễ gần gũi hơn. Lý do là tại vì cái quan niệm của tôi Khanh nó cũng hay giỡn giỡn với nhau á, nói gì nè, cái nào cúng cúng nào ăn ăn là sao là vậy nè. Thí dụ bạn bè với nhau á, thí dụ mày có thể mày có bạn trai hay là bạn bè như thế nào trong cuộc sống mà thì có thể là cái đó là của mày, tao không đụng vô, cái nào của tao là của tao, cái vậy vậy. Còn cái kia nhiều cái những cái bạn gái với nhau thì có thể mình ganh tị nhau. Hiện nay á, cái nghề make up á là rất là chuyên nghiệp, và những cái người nghệ sĩ lớn á là họ coi make up là có thể nói là, nói thật chứ họ có thể không mặc quần áo thì họ không thể không make up được, đúng không? Và cái người make up là thân thiết, gọi là họ đi đâu họ cũng phải mang theo. Có những cái người nghệ sĩ lớn thế giới là họ có người make up riêng của họ. Thì ngay cả các nghệ sĩ Việt Nam cũng thế, nghĩa là những cái ngôi sao ca nhạc lớn là đều có những người đi, và họ bay đâu là người đó phải bay theo, đi nước ngoài cũng bay theo, chứ không có họ không có tự làm, họ không có tin ai hết. Và có một cái mà Hoàng thấy nó cũng hơi khách quan mà nó cũng hơi buồn cười, nhưng mà nó cũng hơi đúng, nghĩa là ví dụ các cái nữ ca sĩ họ đi đâu thì họ thuê một cái phòng khách sạn ấy, thì là có cái người make up mà giới tính thứ ba ở luôn trong cái phòng đấy luôn, đúng không? Nếu là một cái cô gái có thể cũng không tiện, mà nếu mà có người con trai thì càng không tiện rồi, nhưng mà cái người giới tính thứ ba là họ ở chung không có vấn đề gì cả, thân thiết như hai chị em mà có là đi khắp thế giới được. Cái đấy có đúng không? Có khi đi một cái gì đó rồi ngồi ở chung, có nhiều khi tách riêng ra không chịu, tối nay bà qua đi mà ngủ với tôi cái kiểu đó, thì cứ kéo nhau đi ra mà ngủ mà chung vậy đó, thì tất cả mọi người nó sẽ hợp nhau một cái, thì Khanh nghĩ là cũng vui lắm. Tại vì Khanh thấy là các bạn nữ mà các bạn diễn viên đồ đó, người ta cảm giác người ta quá tin tưởng, người ta đặt vô cái niềm tin vô cái người làm việc với mình. Thứ nhất là trong công việc người ta sẽ kia, thứ hai nữa là có thể chia sẻ với mình, hay là nói chung là Khanh thấy cái điều mà để cho các bạn mà để chọn một cái make up mà hay là một cái người mà để đi theo cận kề với mình, thì thật sự là trong cái quan niệm của mấy người đó thì xem là vừa thứ nhất là make up cho mình, thứ hai nữa là bảo vệ cho mình được, về cho mình cái cảm giác cái sự an toàn và cái tự tin. Thật sự là các bạn những ca sĩ ngôi sao của Việt Nam mình á, Khanh đã từng đứng thay đồ, các bạn đã tự khỏa thân trước mặt mình.
Tại vì thật sự thì trong cái mắt nhìn của mình thì người ta cũng như mình, tại cha người ta xem mình ra cây như là một người bạn gái của mình thật sự. Khanh thấy hoàn toàn mình không có một chút sao động gì cả, nó hoàn toàn nó rất là bình thường. Nên là đối với Khanh thì cái chuyện đó Khanh nghĩ là đa số các bạn cái đều đặt niềm tin vô cho tụi Khanh. Nghĩa là cái người make up ấy ở cái thế thứ ba nó tạo ra một cái sự gần gũi mà không có cái giới nào có thể. Bởi vì thật ra với một cái cô gái khác ấy, thật ra con gái với nhau nó có rất nhiều cái đồng cảm, nhưng đồng thời có rất nhiều cái ghen tị, đúng không? Mà con trai thì thứ ba là không được rồi, con trai nào lại có thể ở cùng phòng với họ được. Chỉ có người thứ ba mới có thể làm được cái điều đấy thôi. Tức là chỉ có người thứ ba mới có một cái tình bạn mà người ta tin cậy được, có đúng không? Dạ đúng. Người thế giới thứ ba mà Khanh nghĩ là khi mà người ta đặt cái niềm tin mà người ta thì cái tính người ta trung thành rất là cao. Đúng rồi. Ta trung thành cao lắm. Cái cuộc sống là để cho người ta nó nhiều cái bị áp lực rồi, để người ta tìm được một cái người bạn hoặc là cái người nào đó mà để người ta cảm giác người nó hợp với mình, để mình kia thì người ta thì cái sự cái tính trung thành người ta bộc phát nó cao hơn đối với những người bình thường. Trong cái sự trung thành đó nó không có sự ghen tị, nó có sự mà có thể mình hy sinh cho cái bạn đó, hay là mình có thể mình làm cái điều gì đó cho một cái người đó. Thì mình cũng hiểu được cái người đó là cái gì. Thứ nhất là người ơn một người bạn của mình. Thật sự nói nôm na đơn giản nhất, người đó đem tiền tới cho mình mà người ta kêu mình tới để mình làm việc, người ta trả tiền cho mình, thì cái điều đó mình phải làm cái điều gì để nó xứng đáng với cái điều đó, và cái niềm tin đó để cho mọi người cảm thấy là nó được trân trọng. Đúng. Nghĩa là trong trường hợp này thật ra là một người là làm công, một người là chủ, nhưng mà trong trường hợp là người thế giới thứ ba thì nó lại có thêm một cái đó là một cái tình bạn, đúng không? Một cái sự tin cậy mà cái sự trả lương không bao giờ nó có thể bù đắp được, mà chỉ có những người ở thứ ba nó mới có cái điều đó, nó mới mạnh thôi. Nhưng mà từ nãy giờ chúng ta mới nói đến make up thôi. Make up là một cái gì đó nó đòi hỏi là thứ nhất là tiếp xúc, thứ hai là cái sự tỉ mỉ, đúng không? Thứ ba là cái sự kiên nhẫn đấy, khéo tay. Nhưng mà những nhà tạo mẫu là họ ngồi trong phòng cái bút thôi, đúng không? Thì tại sao những người giới tính thứ ba là trên thế giới, là những cái nhà tạo mẫu là toàn thế giới, phần lớn là đều nằm trong thế giới thứ ba và họ mới nổi tiếng được? Cái đấy là hoàn toàn là sáng tạo nha. Cái đấy nó không có sự tiếp xúc, không có những cái về gọi là cái quan hệ hai bên như là mình nói. Như vậy rõ ràng là những người giới tính thứ ba họ có một cái gen gì đấy, mà cái phần sáng tạo, mà đặc biệt là cái phần sáng tạo mà nó gọi là sáng tạo, gọi là trí tưởng tượng á, là rất là vượt trội. Khanh có thấy điều không? Dạ đúng. Cái mà Khanh cảm nhận được là khi giống như tụi Khanh trực tiếp là làm về những cái make up, là trực tiếp như mình vẽ, nên mình đối diện trực tiếp. Còn các bạn đó vẽ về cái sự sáng tạo. Sáng tạo. Nhưng mà các bạn đó thật sự đó là cũng phải được, giống như là anh thấy là một người mà nổi tiếng thì người ta mặc một đồ của một cái nhãn hàng đó, thì cái nhãn hàng cái cô đó, thì cái anh đó thiết kế cho cô đó cũng phải biết được những cái số đo ở chỉ số đo của cái người đó. Thì Khanh nghĩ là cái số đo của trời sinh ra mỗi người sẽ khác nhau. Các bạn và bạn muốn làm thiết kế riêng cho tại sao cô này hợp với đồ này, hợp với đồ của anh kia, không hợp với người đồ này, thì cái số đo hay là tất cả mọi cái thì là Khanh nghĩ là các bạn đó cũng phải thuộc vào những cái đó, là cái tiếp xúc gián tiếp. Thì Khanh nghĩ là các bạn cũng phải hiểu được, tại vì vòng eo, vòng một, vòng này nọ, tất cả mọi cái đơn giản như Khanh nghĩ thôi nha. Khanh nghĩ giống như là anh thấy nó như mặt đầm, mắt cô gái mà diễn mặt đầm thì không gì, nhưng mặt quần tây thì thật sự mà nhất là những cái chỗ, cái đáy quần là cái chỗ nhạy cảm nhất, là bạn phải biết đo, tại đáy quần của mọi người không ai giống nhau. Nó phải có một cái tỷ lệ nào đó mà các bạn phải biết được là bạn phải khi làm tại sao cái cô nó mặc cái quần đó của nhà thiết kế đó, lại tôi thấy mặt thấy đẹp, tôi không bị thấy phô, không bị này nọ, nó sẽ cảm nhận tôi thấy ok, nó lịch sự. Còn nhiều người tại sao mình mặc thấy cảm thấy nó bị, thì cái điều đó Khanh nghĩ là chắc cũng cái là cái sự tiếp xúc gián tiếp. Nhưng mà từ nãy giờ Khanh cứ nói về cơ thể, nhưng mà các nhà tạo mẫu thế giới mà nổi tiếng á, thì họ có làm những cái điều mà có thể không có thật. Ví dụ như họ làm túi sách này, họ làm kính này, vòng đeo tay, hay là giày dép hay cái gì đó. Nghĩa là những cái nhà design nổi tiếng, họ làm đủ thứ các sản phẩm trên đời, chứ không phải chỉ những phẩm quần áo thôi, mà họ làm vẫn rất là đẹp. Có nghĩa là sao? Cái sự sáng tạo của họ rất là khác người thường, đúng không? Dạ, cái đó là nó mà thường thường Khanh thấy là cái đồ phục trang hay là trang phục mà để cho người ta kia, thì những cái phụ kiện vỏ sách hay vòng đồ là nó sẽ đi theo cái đó. Dù khi người ta sẽ nổi tiếng trước về cái vấn đề là về trang phục, người ta sẽ nổi tiếng về trang phục, thì sau đó người ta mới thấy ở cái trang phục đó tại sao nó lại cái túi sách thì nó lại không hợp, nên ta mới nghĩ nên ta sẽ làm cái túi sách hoặc là cái mắt kiến hay là tất cả. Thì thường trước tiên là và bắt buộc là bạn phải sáng tạo và bạn phải làm được, định vị được cho bạn là một nhà thiết kế design nổi tiếng, sau đó những cái phụ kiện, những cái đồ đó là bạn nó mới đi theo. Dạ, nó sẽ đi theo. Chứ chỉ có riêng những cái nhãn hàng giống như là nó nổi tiếng về túi xách thì cái đó là cái nhãn hàng nó riêng rồi. Dạ, còn cái nhãn hàng nào về nó dính mà tới thời trang mà giới như tuổi Khanh thì là nó phải đi theo. Ở hôm nay
như mặc bộ đồ đó, trời tôi thấy bà mặc cái bộ đồ đó mà quải cái túi này kỳ quá vậy, để tìm mẫu khác coi. Vô lục lục ra, hôm qua thì cái người mà thiết kế á, ok sẽ đi thiết kế ra một cái túi đó để nó hợp với cái kiểu dáng như vậy, thì nó đi theo thời trang, cái kiểu nó như vậy thì nó sẽ đi sao. Địa vị Khanh là đào tạo rất nhiều học trò rồi, đúng không? Thì nếu như có một học trò nam có chứ, đúng không? Thì thật ra mà nói thì cái học trò nam mà không phải đến đến thứ ba có không? Và nếu có thì Khanh có cảm giác là người đó có thể tiến xa được không? Khanh cũng đã có từng có học trò của dạy rồi. Và các bạn khi mà Khanh vô thì các bạn rất là đàn ông. Kiểu cái đàn không phải là đàn ông mạnh bạo hay là gì. Nhìn vô thì biết cái tính cách của bạn là nam nhiều hơn hơn nữ rồi. Nó sẽ vượt trội như cái tính cách của mình nó sẽ khác hẳn. Thì Khanh cũng có cảm nhận và Khanh cũng có theo sát. Thì chắc chắn bạn nó sẽ không thành công. À thế hả? Dạ. Lý do gì nè? Khanh có cảm nhận gì khi mà anh cứ nghĩ là một... như cô dâu đi, cái nghề của tụi Khanh chính là vẫn là sống về trang điểm cô dâu. Thì không cách nào mà chú rể chấp nhận một cô vợ mình mà để cho một cái người đàn ông mà thật sự để mà tới trang điểm vẻ mặt mà sát kề nên cái kiểu đó. Thì chắc chắn cái sự mà Khanh nghĩ là cái điều đó cái tế nhị nhất giữa một anh gay và một anh đó. Ok, cho anh gay làm hơi xấu hơn cái anh đó đi, nhưng mà chú rể là tôi chọn gay à. Thế tại hả? Vì tôi cảm giác tôi an toàn, chứ tôi không cách nào tôi để cho vợ tôi một người đàn ông như vậy mà ngồi đứng mà vẽ mặt khám phá đi. Cái điều đó nó hơi ích kỷ, chỉ riêng cá nhân của tôi thôi. Thì Khanh nghĩ đi, nhưng mà thật sự thì Khanh nghĩ cái điều đó nó cũng là một phần đúng, và bạn nó sẽ không có đi tiến xa. Chỉ dừng lại ở cái mức độ khi mình chỉ trang điểm nó góc độ đó thôi. Thế là có những người khách hàng họ đến họ đặt vấn đề ngay là họ muốn thuê một người gay làm. Dạ. Thế à? Có khi giống như là truyền thông bây giờ nó rất là nhiều, thì có thể là sẽ biết được người đó sẽ làm việc như thế nào và cái tính cách của người đó như thế nào thì người ta sẽ đến. Còn cái những cái bạn mà đàn ông như mà như anh nói á, thì nó sẽ cũng có cái lượng khách riêng của nó. Nhưng mà khi một cái tác phẩm nó không sẽ không có sự bay bổng, nó không có thăng hoa ở trong tác phẩm. Khi trong lớp học cũng vậy, khi mà mình kiểm tra bài mình thị phạm các bạn làm xong, thì cái bạn mà gay và cái bạn nam đó thì chắc chắn cái bạn nam mình không phải là mình nghiêng về, tại vì thầy mà mình phải đứng ở cái sự mà nhất là một cái nhìn một cái sự trung thực nhất, thì mình vẫn thích cái bạn gay hơn. Nó cũng không nhớ sao như cái màu mắt đó mình đánh thí dụ bạn nó làm mình cảm giác mình mượt mà mình nhìn nó hay lắm. Còn bạn nam nó vẫn có một cái điều gì đó nó cứng rắn ở trong đó, thì làm cái sự cái mềm mại của mình nó là cái không có. Nói thẳng là thế này này, cái make up là nó có năng khiếu, và những người mà không phải tính thứ ba thì cái năng khiếu nó bị kém đi, có đúng không? Không phải bác ơi, cái gì nè, bạn nam cũng có những người nam á, giống như là họa sĩ nam người ta cũng nhiều, người ta cũng có vẽ được, người ta cũng ok. Nhưng mà cái quan trọng á là cái riêng về cái make up á, như bác nói cái sự tỉ mỉ nó cần nó nhiều hơn, và cái sự va chạm và cái sự quan trọng là cái tính tình của mình để mình biểu lộ cho mọi người thấy, và cái cách để nó đi song song với cái nghề của mình và làm nó như thế nào để người ta cảm nhận được nó sẽ nhiều hơn. Và cái sáng tạo nghệ thuật nó cộng hưởng, nó là cái gen mà kể như là mình thật sự như Khanh nói là Khanh cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ có biết là mình chỉ nói nôm na theo cái kiểu mà tâm linh của mình đó là tổ nghiệp phù hộ và tổ hợp thắp sáng cho mình vậy thôi. Hỏi ra ngoài một chút, có cái tổ nghiệp của nghề make up không? Dạ, hình như cái tổ nghiệp nghề make up thì vẫn chưa có. Mình chỉ chung với cái tổ nghiệp sân khấu thôi. Dạ, đúng rồi, dạ. Tụi Khanh vẫn theo cái nghiệp của sân khấu. Thế hiện nay có một cái nghiệp đoàn của những người make up không? Dạ, cũng có, không cũng luôn. Không có một cái hội, không có. Dạ, những người make up không có đoàn kết lại, không thành một cái hội nhóm gì à? Dạ không có. Thì cái đó là thật sự là một cái băn khoăn nhất của trăn trở nhất của Hồ Khanh với đa số mà các bạn mà đứng ở đầu tàu về những cái thế hệ mà đi tầm như Hồ Khanh hoặc đi trước hơn á, thì vẫn băn khoăn là cũng muốn có một cái hiệp hội make up để điều chỉnh lại tất cả các bạn ở đây. Các bạn đây là tự học tự phát, có nhiều khi học một hai khóa gì đó tự ra làm, tự cho mình là chuyên gia chuyên viên, nó bị lộn xộn cái cách xưng hô ngôn từ, và tất cả các bạn có nhiều nó làm nhiều cái nó lùm tùm xôm hết. Thì thật sự là cũng muốn có một cái thống nhất lại một cái hiệp hội, nhưng mà vẫn chưa có để một cái điều kiện để mình làm. Mà hỏi thêm một câu này nữa này, bình thường là những người thính thứ ba họ rất là dễ thương, họ rất là hòa đồng, và họ rất là nó sao nhỉ, chơi với con gái cũng được, chơi với con trai cũng được, dễ chịu vô cùng. Nhưng mà những người giới tính thứ ba mà khi họ làm giám khảo á thì họ rất là khó, thì lại sao vậy?
thì chắc cái sự cầu toàn và tỉ mỉ của họ lại nó bị cao quá. Giống như là cái sự đòi hỏi rất là cao. Dạ, về cái tổng thể á, giống như tụi Khanh không học bên stylist qua, nhưng mà tụi Khanh có thể nhìn được cái tổng thể về cái cô đó xuất hiện ở đó, hay một cái bối cảnh, hay là một cái nhân vật khi mình xuất hiện ngay cái thời điểm đó, thì cái cô đó phải mình hình dung ra cái người đó nó như thế nào. Có nhiều khi nó bị sai lệch đi và người đó không được như cái yêu cầu ở trong cái suy nghĩ của mình nữa, thì đâm ra người ta cảm giác người ta bị khó tính hơn, người ta bị cầu toàn quá ở trong công việc, và cái trong cách nhìn nhận của người ta nó bị khó hơn. Có một thời kỳ, nếu Hoàng không nhầm, thì Hồ Khanh đã từng thiết kế những cái áo cô dâu đẹp lắm. Thế sao giờ này còn làm không? Ngày xưa đã từng biểu diễn trong một chương trình Mai Vàng, tôi nhớ mà. Đi xem rất là đẹp. Thế sao không có phát huy? Dạ thì thật sự là cái đó là cái yêu thích nghề thôi. Cái là làm cho vui thôi à? Dạ, tại vì cái yêu thích nghề, cái mình bước sang cái rẻ mà để thiết kế, thì mình không có qua trường lớp, Khanh cũng không có qua trường lớp. Chỉ chính mình vẫn là trang điểm, và Khanh cũng muốn á là truyền nghề và sống chết với cái nghề trang điểm. Cái bước rẻ đó là mình một bước đường đi, mình thấy nó, cảm thấy nó vui, và mình cảm giác mình không có thể mình tiến đi được nữa, thôi mình nên dừng để mình giữ lại một cái gì nó cho nó đẹp, chứ mình đi xa nữa cái mình lòi ra tùm lum nữa cái lại mất. Đẹp lắm à? Đẹp lắm. Dạ. Thế là chỉ dừng lại đây thôi à? Dạ, chỉ dừng lại đó thôi. Khanh cũng muốn là để cho mọi người sẽ có cảm nhận nó về kia thôi. Chứ giờ thật sự Khanh cũng không có qua trường lớp, mà ở tuổi Khanh giờ mà để đi học nhà thiết kế mà vẽ thì thật sự tài năng của các đâu, bạn trẻ. Đâu, cái nhà thiết kế cũng không cần trường lớp đâu Khanh ơi. Nhưng mà lại Khanh thấy là nè, làm gì làm thì thật sự mình cũng phải có người đi trước truyền cho người đi sau. Và những cái kinh nghiệm của mình hay là cộng hưởng với những cái sáng tạo của mình, thì mình mới ra được một cái điểm riêng cho mình hoặc cái gì đó. Chứ còn bây giờ mà mình cứ ngang mà bừa thì mình thấy như mình copy này, mình copy kia, thì giống như là mình đi copy, mình đi ăn cắp cái chất xám của người ta. Thì Khanh cảm giác cái sự sáng tạo của mình, giống như cái tác phẩm anh thấy là Khanh diễn trên Mai Hòa về Mai Vàng đó, thì thật sự đó là Khanh lấy từ cái ý tưởng là cái Mai Lan Cúc Trúc bốn mùa của mình, và cái mặt nạ mà hát tuồng của người Việt Nam mình hát chèo á. Khanh thích cái như sân khấu cải lương, như sân khấu chèo của mình nó rất là văn hóa, và cái kiểu làm cho mình cảm thấy là mình rất là đúng là vật chất của người Việt Nam. Thì Khanh lấy từ ý tưởng nó, Khanh làm như vậy đó. Chứ còn thật sự mà để mà đi sâu hơn để làm hiện đại đồ thì Khanh thua, Khanh không khe. Nên là thôi mình nghĩ mình vui tới đó là được rồi. Câu hỏi cuối cùng, Khanh đã đào tạo được bao nhiêu học trò rồi, và trong những học trò đó thì bao nhiêu người là thế giới thứ ba và họ thành công cỡ nào? Thì đối với Hồ Khanh hôm nay là đứng trên bục giảng 10 năm rồi. Thì học trò rất là nhiều thật sự. Thì có những bạn đến học và đến mạng, có nhiều khi các bạn nói thì ra thì nó cũng như giống như ông thầy, nó hơi vô tâm quá. Các bạn có thể mà liên lạc với Hồ Khanh nói nhiều quá thì có thể là mình có thể còn nhớ. Chứ có nhiều khi mà các bạn mà đi học xong rồi, hay là các bạn đi ra một hai chương trình với mình rồi các bạn tách rời ra làm riêng hay một kiểu cuộc sống đó, các bạn không liên lạc với mình thật sự mình cũng quên luôn nữa đó. Thì nói là thật sự xin lỗi các bạn, nhưng mình hơi vô tâm, nhưng mà thật sự cái đó là mình không có muốn đâu. Nhưng mà cái điều đó tại vì nói nó quá nhiều. Nhưng mà đa số là các bạn ở thành công ở trên cái lĩnh vực này là đa số của là người thế giới thứ ba, chứ không phải là người mà để cho như là một người nam. Thật sự nếu mà người nam mà để người ta chọn cái ngành nghề như Khanh lúc đầu nói là không ai chọn son phấn hay cái mềm mại cho cái công việc, người ta sẽ chọn cái nghề nó đúng với cái trời sinh và cái bản chất của người đó. Cái nghề như trời sinh bản chất của thế giới thứ ba thì mình phải chọn, thì đa số thì các bạn đó luôn luôn và thành công trong công việc. Cảm ơn Hồ Khanh rất là nhiều về câu chuyện hôm nay rất là thú vị và chân tình. Và Hoàng nghĩ rằng nó sẽ mở cho rất nhiều người còn băn khoăn, hoặc là cần ngần ngại, hoặc là còn suy nghĩ một cái hướng đi mà Hoàng nghĩ rằng rất là bởi vì cuộc sống nó ngày càng phát triển mà, thì cái sự làm đẹp nó ngày càng nó chỉ càng người ta càng ngày càng đòi hỏi cao hơn và càng hỏi đòi nhiều hơn mà thôi. Đấy là một cái lĩnh vực, một cái thế giới mà Hoàng nghĩ rằng là những người ở thế giới thứ ba sẽ luôn luôn là dẫn đầu và luôn luôn giành được sự tôn trọng của xã hội. Cảm ơn chương trình Chuyện Cuối Tuần và cảm ơn anh Hoàng. Thì thật sự là Hồ Khanh cũng đến đây xin đại diện của một nhóm về trang điểm đó, thì để nói về cái cảm nhận thì cũng mong là được cái sự đón nhận của mọi người, giống như là như cái lời đầu của anh Hoàng của nói chân tình, nên anh nhắc lại đây là cũng là lần thứ ba, là cái sự cởi mở và cái sự hiện đại của mọi người, của xã hội này càng hiện đại thì càng đón nhận thế thứ ba, và người ta nhìn, người ta không còn kỳ thị, và cũng để cho chúng tôi cũng có sự sáng tạo và một cái ở một cái điểm gì đó để chúng tôi tỏa sáng và giúp được cho cái nghệ thuật nó riêng đi, và cái cuộc sống này nó sẽ được vui vẻ hơn và nó hạnh phúc hơn. Và xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn Hồ Khanh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn vào chương trình Chuyện Cuối Tuần lần sau.